đã lên đường rồi. Nào tình thế. 55 nữa thì nói là gì? Ủa con này 55 nữa thì nhọc lắm. Chỉ 4 năm rưỡi thôi. 4 năm rưỡi đừng để đến 55 là nhọc lắm. Nó bật cái kia đấy, chúc mừng phần trước vào xốp bụp phát nó không bật được nữa, chờ vui đấy, cây hết rồi, mất rồi các bác, cây được con nét được đấy. Lại trồng cây quất à ông? Ba cái con cây này không có đan cho nó, cái chân trong ở đây nè. Người ta đang bảo mua xong người ta giật vào và thôi tùy các ông muốn giật nào các ông giật. Thế à, cứ là của ông à? Vâng. Bao tiền đây ông? 38 triệu. 38, số đẹp thế. Cây của nghệ nhân khác nhỉ? Thì tất nhiên cây nào mình cũng phải tác động vào chứ. À, đẹp quá. Đấy, cái này về làm một cách sạch sẽ tí thì... Nhũn okay. Nhức nha, bệ nhũn nha. Chất liệu xanh Nam Điền. Đấy, xanh Nam Điền. Nó ra gọi là gần như là tóc đế đại vương. Trong đế đại vương. Thấy cái này đầu giờ có sướng không? Đấy. Thời tiết thu rất dễ chịu, bế về thì quá tuyệt vời. Đấy, chợ sớm. Mát lắm. Bốc thôi anh. Bốc thôi. Cái này về biết làm thì được. Móc bớt, móc hết. Chắc thế nào anh? Cái này chơi, cắt cái này phải chơi. Cái này cắt cái này rất đầy đủ. Thì đúng rồi. Đấy. Đang chỉ có 300 bây giờ dưới vụ nó vách cái này, hai bên cái này cắt. Đó, thoát. Nó bị thoát. Bây giờ mình không chê trực diện nhưng mà này. Đây. Tôi chỉ các bác nhìn sẽ thấy nhé. Đây, đây, đây. Này thì đỡ. Cơ bản là dài hơi đấy. Nhưng nó đơn giản lắm. Dài hơi. Đây, hôm nay có hưởng có cây này. Hưởng có cây này. Mặt này nhìn nở nang. Cây như này về thì chắc chắn phải đục đi nhiều, rất nhiều. Chứ không để cái này. Sẽ làm cô cái bệ lại và nó dích dắt một chút. Khoáng bớt đi. Đấy là nếu mà mình làm ấy, tất nhiên mình thì mình không xơi con này rồi. Đấy các bác, đầu giờ sáng cây với một cây xanh Nam Điền, tiếp theo là đến sung của suốt trước. Đấy, sung này. Sung nhiều quả lắm đấy. Nhiều quả lắm, nghe. Quả là. Đấy. Nhiều cả lá đấy. Quả trộn lẫn với lá. Nghe đấy. Bốc đi đâu đấy? Bốc đi đâu kinh đấy? Được bắt được anh ạ? À, ổn đấy. Đùi gà đùi ếch được. Quê. Quê đẹp. Nuôi được, xinh xinh. Quay đốt đi, đang quay giờ, quay đốt đi. Đấy. Sáng sớm cứ mỗi ông một cái quả đi ôm. Đây, một cây, một đôi của nó bán mất một cây rồi à? Quả bán được ngoài rồi. Bán lỗ. Bán lỗ à? Thôi mình lấy lỗ làm lãi được. Thế à? Con gái biết làm lấy lỗ làm đai rồi. Có biết không, ông về bán, ông về, ông đòi qua, ông gấp cả hết đai rồi, thằng xốp đây. Đang lên cả đường, hôm qua gấp hết đường, thằng xốp rồi. Thế là bán chôn nuôi miệng ấy. Đây, đây, vậy, cố gắng để kiếm được ông là ông yêu không? Tưởng là lấy lỗ làm lãi. Lấy lỗ làm lãi, chính xác. Nếu mà con gái, tất cả bảo bán lỗ lấy lãi. Mình cũng có lỗ mà. Mình cũng có lỗ. Mua 10 bán 99 để trả lỗ. Tốt quá. Đấy, vui. Cây này giờ cũng chín rồi, à, đấy, chín rồi đấy. Anh em thấy chưa, xuống rồi đấy. Chờ đến Tết kiểu gì còn 1 triệu thôi. Đấy, vui thế thôi chứ nghe thấy xuôi xuôi đấy.
bốc đi, bốc cái thôi. Mình thì cái gu mình nó khác, nên là cây nghệ thuật này phù hợp với nhiều anh em. Đấy. Đây sao? Tiền ra đấy. Tiền ra. Cái này là hôm trước bỏ bao nhiêu tiền nhỉ? 7,5 triệu. 7,5 triệu. Đấy, nghiên cứu xem nào anh Lực. Còn nước gì không? Em ở chú B là cái chân B được. B là ngọc nặng lắm. Nó lặng cả cây, nó nặng cả tiền. Chẳng qua là lặng cái kia thôi. Không, cả hai cái đều nặng. Cả hai cái đều nặng. Cái này các nghệ nhân bế thì em ta thể lực nó kém. Ta nói cái cây này này. Cái này trồng vào cái máng này nó xấu quá. Xấu quá. Nhìn kiểu như cái máng lợn ấy. Đây, cái này của xuân trước bao nhiêu đây? Xuân trước là đấy làm con ba vai đẹp đấy. Ba vai. 5 đầu, 7 đầu. Đấy, hôm nay về có mà đục thoải mái. Đục đục vết tờ về cũng được. Xin mời Xuân trước báo lại số điện thoại 0982 705 0096. Đấy. Đấy, hôm trước bảo bỏ cái này đi lại được một cái cẳng con đúng không? Không, không được. Vứt đi rồi thì đi thì này không thể ấy được. Đục đục đi rồi thì có bớt đồng nào? À, cũng đi nó là như xiền như đâu vậy. Lên tiền à? Lên tiền. Anh Diệp đây là cho con này, để cho con này. Có lấy quyền từ từ tí nữa một mình một cái. Một mình. À, tí anh ra lại làm xin cho em nhé. Mình coi. Được. Duyên phết đấy. Giá rẻ. Bây giờ là 3 hay là 4 triệu nhỉ? Hả? Cái đề này phết. Bây giờ là 7 triệu chưa? 10 triệu à? 7 triệu, 7 triệu. À, 7 triệu. 7 triệu. Đấy. 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 Đây, nuôi lấy chân ra đấy, nuôi lấy chân ra đấy tuyệt vời. Đây, một đây đây đưa xong đấy. Rồi, ổn, ổn. Rồi, đưa xong đấy. Ổn. Xong đấy, cái này có lấy mặt trời. Lấy cái này. Lấy đấy cũng được, lấy một tí đấy cũng được. Đấy, trúng phết đấy nhỉ. Cũng được. Một thời gian nữa nó có tí chân thì đẹp. Ừ. Trong chân bây giờ đang thế là đang đẹp. Xòe thêm nữa. Chân chặt như thế là đang đẹp. Thêm nữa nào. Đấy, bò như con ba ba. Nói chung là được. Cây trầu lên là nhìn cũng được. Làm cũng đang trong cây. Rồi đứa sau là phải dập bớt vào đây này. Đấy, chỉ có lấy vệ thôi. Cái này dài quá. Dập ở đấy. Dập bớt vào đây chứ. Thằng nào cũng chả mất công cắt. Được. Thế nó mới đẹp chứ. Không được. Đây. Để mắt vào đây. Thế chứ. Không sờ vừa vừa không lại mất mắt. Không, mắt đâu. Đấy đi. Mắt nó như xanh Nam Điền nữa. Con này của đại ca. Không. Hiện tượng của đại ca, đúng dáng của đại ca. Màu, màu lên màu cũng vào. Màu. Đúng dáng của đại ca. Ai đánh bao nóng đây? Màu, màu. Đây, màu này của trước đây. Bao nóng đây. Màu này thì là bao nhiêu đây? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Là đấy, nhé. Sạch phết đấy. 3,5 triệu. Đấy. Rồi cái này để kín ấy, để dịch ra này. Không, chú bò là không cần bán của chú bò. Hả? Con này lấy bao nhiêu con này đấy? Triệu rồi. Lấy của ông nào đấy? Rồi á. Tốt quá, đẹp quá. Cứ lấy chỗ này đập được chỗ kia, lấy chiếu cơ phải chở. Rồi. Biết đấy, biết bạc. Đấy, lành lặn. Đầu đuôi cân đối. Đấy. Ba mấy là bốn mấy không nhớ, ba mấy nhỉ? Bốn mấy. Người nhà thì ba mấy. Nay thì chả biết bao nhiêu. Giờ tầm 45 triệu. 45 triệu. Đấy. Điện thoại có rồi, 982 705 096 đấy. Đấy. Cứ gọi cho Xuân trước à? Cứ gọi cho Xuân trước để trước cái là có cái để biết trước chứ. Chơi à? Chơi bằng. Đồ này chả chơi, chơi đồ nào? Đây. Sao đến 15 phút.
Thế còn đây là vẫn là của vừa đây. Đâu? Trước à đây, trước đây à? Trước có rồi. Đi thắng. À, đi thắng à. Đấy. Thắng nhau. Thắng ở này đồ nét lắm. Thắng là thắng canh nôn nhá. Đấy, lại nói thế thì ngay rồi. Đẹp đấy. Đâu? Ủa nhìn đâu? Văn thần nhá. Nhìn nhưng mà chân cẳng có ấy. Ngày xưa hạ một cái ra bây giờ nó khỏe. Bằng này là ngon rồi. Bệ cũng bằng này là ngon rồi. Chứ mà chưa có bệ thì cũng đẹp đến mấy cũng ngại lắm các bạn. Mình ngại nuôi, bây giờ anh em lười, lười nuôi. Thích đồ già, đồ quý. Nuôi thì chẳng ai chịu nuôi mấy. Để em chui vào trong ấy xem cái cây đấy riêng phát. Đấy. Cái này hôm vào tận nơi xem rồi mà. Định bế nhưng mà nhắc lên không nhắc được. Thôi, quay cái này. Đâu, cây này chưa? Ngắn nữa hết. Cây này chưa lên. Ngắn nữa à? Cho lên đi. Nhiều thứ nhiều quá. Nhiều dữ liệu để làm. À. Sửa phần dưới cái. Đây về đây mai bỏ. Đây. Bỏ cái này. Đóng cho quản nữa ở đây. Nó đầy. Đóng. Đóng đang. Đưa đâu vậy? Đóng gì? Kia lấy cái mổ kia vào đây. Dí vào đây. Ừ, đây nó có đây rồi, đóng gì? Cũng được. Đấy là cầu kỳ thì chơi rườm rà thế. Lành đấy, nhỉ. Vàng hương. Nhưng mà tội trồng cái chậu này xấu quá, chả nổi lên. Lành và đang bánh tẻ, đang này. Lực 3 này, 4 này, 5 này, 4 mấy đây, 4 mấy đây nhỉ? Còn hai cái này, bỏ. Bỏ đi à? Ừ. À, 5 rồi. 5 rồi, cái này 5 phân thôi. Cái này thì lấy làm bệ luôn. Ừ. Móc làm bệ luôn, được. Đấy, thì là một phút vào đầu nào. Nuôi những cái dữ này nó ăn già nhanh bò lắm, nó kéo sẹo nhanh lắm. Đấy thì bò thì bò, chả bò thì thôi. Nhưng mà nó phải được ăn những tiết. Còn mùa đấy thì phải quét ra bôi keo vào. Giờ nó chai rồi nó chậm. Quét ra bôi keo vào. Con này có tán tầng cắt ra là cũng lâu rồi, được mấy năm đấy. Con ly cà phê đây thôi. Đấy, một bãi đây, sách đây. Cơ bản nó lành, nó là đẹp nó nạc. Lành. Lành lặn cây đây. Nên kiện có mang cây nào được không? Không, anh bận đi chỗ anh về. Đẹp quá. Đấy, múc đi các bác.